Nhà hết tiền không sợ, sợ nhất lộ ra bốn bí mật này. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, gia đình là hai tiếng thiêng liêng và cao cả, và mỗi thành viên phải nỗ lực rất nhiều mới có thể bảo vệ được nó. Có rất nhiều điều trong gia đình bạn không nên nói với người ngoài, nếu không những tai họa bất ngờ sẽ ập đến với bạn và gia đình. Và sau đây là 6 bí mật dù ở trong hoàn cảnh nào bạn tuyệt đối không nên lộ ra với người ngoài. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Bí mật thứ nhất, hoàn cảnh kinh tế gia đình. Chị Hảo đang nấu cơm trưa thì chồng gọi thông báo trưa anh về muộn nhé. Có ai đến thì nói là đi công tác chưa về. Chị chưa kịp nói gì thì anh Trí chồng chị đã cúp máy. Chị bán tính bán nghi, không hiểu chuyện gì, vì mới hồi sáng anh còn dặn chị nấu món cá kho cho bữa trưa. Đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa. Chị Hảo ra mở cổng, thấy cha con chú Tư mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng ở giữa nắng. Thấy chị, chú hỏi ngay: "Chí có nhà không cháu?" Nhớ lời chồng dặn, chị đành nói như anh muốn và hỏi: "Có việc gì không hả chú? Chú và em vào nhà chơi đã ạ." Hai cha con chú Tư tay xách nách mang đủ thứ quà quê, từ mấy nải chuối, con gà, rau củ quả đến một con cá chép to lên biếu, làm cho chị Hảo ngạc nhiên, không biết là có chuyện gì. Ngồi nói chuyện một lúc, chị mới vỡ lẽ. Chú Tư cùng con trai đem hồ sơ lên để nhờ chồng chị xin việc. Nghe qua, chị đã thấy mọi việc không ổn rồi. Vì quá hiểu tính chồng, chị Hảo tìm cách từ chối nhận quà, rất áy náy khi tiếp tục nói dối là chồng đi công tác chưa về để cho chú khỏi đợi. Nhưng dù nói như thế nào, chú vẫn kiên quyết để lại còn gửi hồ sơ để chồng chị lo việc giúp nữa. Tiễn hai cha con chú Tư mà lòng chị nặng trĩu. Chỉ vì tính thích khoe khoang chuyện giàu có và có nhiều mối quan hệ mà chồng chị gieo hy vọng cho cha con chú. Chồng chị Hảo làm trưởng phòng ở một công ty tư nhân với mức lương cũng kha khá, đủ để anh chị có cuộc sống dư dả đôi chút. Mỗi lần về quê, anh đều kể về công việc, nhà cửa và các mối quan hệ trên thành phố. Chính vì lẽ đó nên họ hàng mới biết rõ hoàn cảnh kinh tế của anh chị. Vì nghĩ anh có nhiều mối quan hệ nên có thể vay mượn tiền bạc hay là nhờ và xin việc. Chuyện nhà chú Tư lần này cũng vậy. Chú là hàng xóm với bố mẹ anh Trí ở quê. Con trai chú mới đi xuất khẩu lao động về nước, giờ muốn xin việc vào làm ở khu công nghiệp. Cha con chú Tư vừa đi khoảng nửa tiếng thì anh Trí về. Chị Hảo đưa hồ sơ cho anh, bảo anh tính sao thì tính. Cứ khoe khoang cho lắm vào, giờ mua dây buộc mình. Quý vị thân mến, dù hoàn cảnh gia đình bạn ra sao, giàu có hay là nghèo khó, hạnh phúc hay là bất hạnh, cũng đừng gặp ai cũng khoe, gặp ai cũng kể lể. Bởi niềm vui chia sẻ sai người sẽ biến thành khoe khoang, khó khăn chia sẻ sai người sẽ biến thành chuyện cười cho thiên hạ. Bí mật thứ hai, mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu. Đi tập thể dục buổi sáng, bà hàng xóm thủ thỉ khuyên bà An: "Chuyện cháu Chắc học hành thế nào thì cứ để vợ chồng nó lo. Bà quán làm gì để con dâu nó bức xúc, lại ảnh hưởng đến tình cảm mẹ chồng nàng dâu." Bà An mắt chữ A, mồm chữ O: "Chuyện nhà tôi sao bà lại biết? Tối qua, con gái tôi nó lên phay, thấy con dâu bà than vãn chuyện học hành của con trai
bị mẹ chồng áp đặt vô lý, không để cho nó tự do lựa chọn trường học cho con. Bà còn ra điều kiện, nếu không nghe theo thì đừng có nhờ vả bà trông con cho nữa, đúng không? Bà An nóng bừng mặt, chưa kịp thanh minh thì bà hàng xóm lại tiếp lời. Tôi bảo con gái đọc xem các nàng dâu bàn tán chuyện này như thế nào. Hóa ra chúng nó bây giờ làm mẹ, làm dâu, quan điểm hiện đại lắm. Cô nào cũng chê bà là độc đoán, lấn quyền, gây khổ cho con cháu đấy. Chúng nó còn xu nhau cách đối phó với bà để giành lấy quyền tự quyết những vấn đề liên quan đến con cái. Thôi bà à, mình lo cho con là được rồi. Đến đoạn cháu thì để cho chúng nó lo, không lại mang tiếng là mẹ chồng ác. Bà An bước nhanh về nhà. Lâu nay, bà luôn tề gia theo cách chuyện nhà sai đúng gì thì cũng phải đóng cửa bảo nhau. Cớ sao con dâu bà lại bày ra cho cả thiên hạ thấy, rồi lại còn lấy ý kiến tập thể về chuyện nhà mình nữa. Nó chẳng những làm bà mất mặt, mà còn khiến danh dự gia đình mà bà gìn giữ lâu nay sụp đổ. Về đến nhà, bà gọi con gái bà hàng xóm sang nhờ nó mở phay con dâu ra đọc. Càng đọc, bà càng choáng váng. Nó mang hết chuyện nhà lên trên đó để kể, rồi không biết bao nhiêu người bàn tán như là cái chợ. Nó nhận được bao nhiêu sự cảm thông, thì bà lại bị biến thành mẹ chồng chẳng hiểu chuyện, chuyên quyền và độc đoán. Thậm chí, có đứa còn xui tìm cách sống riêng cho thoải mái. Cơn giận trào lên, bà bấm máy gọi cho con trai, bắt nó phải dạy vợ đến nơi đến chốn. Ngày hôm đó, cô con dâu đang đi công tác, cũng phải học tóc về nhà để giải trình. Sự việc chấm dứt tại cuộc họp gia đình, nhưng hậu quả vẫn chưa dừng lại. Thỉnh thoảng gặp bạn bè cũ đâu đó, bà lại nghe mọi người hỏi han chuyện nhà. Hóa ra, cái phay của con dâu bà, nó có độ lan truyền khủng khiếp đến như thế. Quý vị thân mến, khi có mâu thuẫn, thay vì chọn cách đối mặt giải quyết, thì nhiều nàng dâu chọn cách lên mạng kể tội nhà chồng như là một cách xả nỗi ấm ức. Cũng không ngoại trừ những người xem đây như là một thú vui mà không biết điều này sẽ khiến sự việc thêm rối bời, căng thẳng. Gia đình nào cũng có những điều hài lòng và chưa vừa ý nhau. Chuyện mẹ chồng, nàng dâu vẫn luôn là chuyện muôn thuở. Nếu có ấm ức, con dâu nên lựa lời nói chuyện với gia đình nhà chồng, với chồng để cùng nhau chọn giải pháp tốt nhất thay vì đem chuyện nhà kể cho người ngoài. Tệ hơn là nói xấu nhà chồng, vạch áo cho người xem lưng. Bí mật thứ ba, tật xấu, khuyết điểm của bạn đời. Đang họp, anh Quang nhận được tin nhắn của ông bạn rượu. Gớm, đêm qua làm gì mà vợ cho ngủ ngoài cửa thế hở? Lại tìm gà móng đỏ ở đâu à? Nhìn cái cảnh bị vợ cho ngủ co ro ở phòng khách, sao mà nhục thế? Sao ông biết? Ôi giời, cả bạn dân thiên hạ đều biết, ông lên mạng mà xem. Anh vội vàng vào phay, rồi tái mặt trước hình ảnh mình đang nằm chỏng queo ở sofa ngủ với dòng chú thích của vợ. Hình phạt cho việc trốn vợ đi chơi bên ngoài. Hình ảnh mới đăng có mấy phút mà đã có tới hàng trăm lượt like và bình luận, mọi người tha hồ bàn tán đồn đoán chuyện chơi của anh. Đến giờ nghỉ trưa, vừa ra khỏi phòng làm việc, anh đã gặp những lời đùa cợt của đồng nghiệp. Tại nhà ăn hôm đó, chuyện anh đêm qua bị vợ phạt trở thành câu chuyện phím mua vui cho đồng nghiệp. Chị Huyền kết hôn cách đây nửa năm, cuộc sống hôn nhân thật ra cũng là hạnh phúc. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thấy chẳng ai bằng Huyền. Nhưng vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn gây gổ, giận hờn. Mỗi lần có chuyện
là chị lại đi khắp nơi kể xấu chồng với bạn bè, bố mẹ. Nhưng gần đây, chị nhận ra bạn bè, họ hàng nhìn vợ chồng chị bằng đôi mắt thiếu thiện cảm và coi thường. Thậm chí có tin đồn là chị kén cá chọn canh, cuối cùng vớ phải anh chồng không ra gì. Hai vợ chồng sắp ly hôn, giờ chị mới giật mình nhận ra, lâu nay, việc chị kể tội, kể xấu chồng lại khiến chị rước họa vào thân. Thưa quý vị và các bạn, vợ chồng chung sống lâu dài với nhau, chứ không phải là ngày một, ngày hai. Thế nên, yêu thương nhau nhiều đến mấy, cũng khó mà tránh khỏi những bất đồng quan điểm rồi cãi vã nhau. Thay vì chọn cách mặt đối mặt giải quyết, thì nhiều người lại mang chuyện gia đình để kể với người ngoài, để mong sự chia sẻ. Nhưng chính điều đó là sai lầm đấy, bởi những người không hiểu rõ về gia cảnh của bạn sẽ đưa ra những lời khuyên khiến bạn ngày càng ác cảm với người bạn đời của mình hơn. Suy cho cùng, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả đâu. Hơn hết, bản chất của hôn nhân là bù đắp những thiếu sót của nhau, vì nhau mà thay đổi, chứ không phải đụng chuyện là đi kể với người khác. Vậy nên, dù có bực mình đi nữa, thì bạn hãy học cách im lặng với người ngoài là cách tốt nhất. Bởi đôi khi, lời bạn kể là thật lòng, nhưng vào tai thiên hạ, hóa ra lại là chuyện cười. Cứ nghĩ bản thân chân thành chia sẻ, thì nhận được sự cảm thông. Cứ nghĩ họ qua lại với mình, sẽ lắng nghe mình nói. Nhưng đáng buồn ở chỗ, thực tế và suy nghĩ vốn khác xa nhau lắm. Nhất là khi bạn chẳng biết được ai thật tâm, ai bằng mặt mà không bằng lòng. Trước mặt bạn thì họ giả thông cảm, nhưng sau lưng thì lại cười cợt hả hê đấy. Thế nên, đừng trách ai khi chính bạn còn không tự bảo vệ bí mật của mình. Đem chuyện riêng tư của gia đình ra phát tán khắp nơi, chẳng giúp ích được gì mà lại còn mang lại hậu quả vô cùng lớn nữa. Bí mật của hạnh phúc là kín miệng, có gì vợ chồng bảo ban nhau, chứ không phải là chuyện gì trong gia đình bạn thì thiên hạ cũng biết hết cả. Tiếp đến, bí mật thứ tư cần giấu kín là bất hòa khi chia đất đai. Anh Quân và chị Sang là hai anh em ruột. Hai anh em từ nhỏ luôn quấn quýt và yêu thương nhau. Bà Phương luôn lấy làm hạnh phúc vì điều này. Chồng mất sớm, một mình bà chịu thương chịu khó, chắt chiu tằn tiện, tạo mọi điều kiện thật tốt để cho con cái học hành. Cũng may là hai anh em biết thương yêu mẹ nên rất chăm chỉ học hành. Gia đình luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Anh Quân và chị Sang rồi cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng. Anh Quân lấy vợ và ở chung với bà Phương. Lúc nào bà Phương cũng hối thúc con gái lấy chồng để bà có nhắm mắt cũng yên tâm. Mong ước của bà là được nhìn thấy hai con được yên bề gia thất và tìm thấy hạnh phúc của mình. Và sau một thời gian, chị Sang cũng lấy chồng. Nhà chồng chị cũng ở gần nhà mẹ đẻ, nên chị Sang thường xuyên qua về thăm mẹ. Không lâu sau, bà Phương đổ bệnh và qua đời. Hai anh em cố gắng để lo đám tang cho mẹ một cách chu toàn. Thời gian trôi đi cũng nhanh. Con đường nhà anh Quân đang ở trở nên phát triển và giá đất tăng đột biến. Cũng chính vì thế mà vợ anh Quân cũng nảy tính tham lam, bàn chuyện với chồng sẽ bán bớt diện tích bố mẹ để lại lấy tiền kinh doanh. Trong lúc này thì chị Sang đang gặp khó khăn. Bên gia đình nhà chồng, em trai chồng cưới vợ nên việc ở chung trở nên bất tiện và chật chội. Chị nói với anh trai chia cho chị một ít diện tích đất của bố mẹ.
để hai vợ chồng cô xây nhà ra ở riêng. Giờ giá đất tăng cao quá, vợ chồng cô không đủ tiền vừa mua đất và xây nhà được. Anh Quân về bàn với vợ, thì vợ anh không đồng ý, nói rằng: "Em gái đã đi lấy chồng nên không có quyền để hưởng tài sản của bố mẹ để lại." Mấy tuần sau, vợ chồng chị Sang qua nhà để bàn chuyện với vợ chồng anh Quân về mảnh đất. Anh Quân nói với em gái là tài sản của bố mẹ để lại cho anh và con trai. Em là con gái đi lấy chồng nên không có quyền được hưởng. Chị Sang nghe anh nói vậy, tưởng chừng không tin nổi đó là anh trai của mình nữa, người anh mà chị luôn thương yêu và kính trọng. Quá uất ức và thất vọng, chị Sang đem chuyện mâu thuẫn anh em đi tâm sự với họ hàng. Gặp ai, chị cũng kể lể kêu ca vì người anh vì đất đai mà quên hết tình thân. Chuyện chẳng có gì đáng nói. Nếu như những điều chị Sang chia sẻ qua tai người này rồi người kia thành tam sao thất bản, người ta thêm mắm, thêm muối cho câu chuyện thêm phần gây cấn. Chuyện đến tai vợ chồng anh Quân khiến mâu thuẫn giữa hai anh em bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Anh hiểu nhầm em hiểu nhầm anh. Giờ đây, hai anh em họ chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa. Cuối năm vừa rồi, đến đám giỗ của mẹ, chẳng ai bảo ai. Họ tự làm đám giỗ riêng tại nhà mình. Và Tết cũng chẳng đến thăm nom nhà nhau như thường lệ. Quý vị thân mến, con người ta luôn có nhu cầu được tâm sự, được sẻ chia, được lắng nghe. Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nói cho người ngoài biết được. Bởi đôi khi, việc bạn lộ ra những bí mật trong cuộc sống gia đình hay bí mật cá nhân có thể gây ra những tình huống trớ trêu, thậm chí là ảnh hưởng đến an toàn, hạnh phúc cá nhân, gia đình, chưa tính đến những thiệt hại về mặt tài chính, tâm lý khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.